Thưa các bạn, sẽ là bộ trận đấu tiếp theo của buổi tối ngày hôm nay. Đó là anh Tiệp Long Ca. Vâng, chúng ta hôm nay có xuất hiện của Long Ca, một streamer vô cùng là nổi tiếng trong group Identity 5VN. Anh Sớm và Bách Cường. Vâng, mặt cự mặt khóc, tôi không hiểu lắm. Vâng, kệ đi. Đó là nhà hàng cho mình, đó là ba pho khuất và một doctor. Gì đây, combo gì đây, bốn nóc bốn pho khuất rồi, không phải chứ, đây không phải là một sự thật chứ. Vâng, đó là một, đó là anh Tiệp nhà hàng cho mình, đó là forward. Long Ca đổi cho mình, đó là lucky guy. Anh Sầm nhang cho doctor. Black Queen nhà hàng cho lucky guy. Anh Tiệp thay đổi cho mình là lucky guy. Long Ca nhà hàng cho đó là forward, có lẽ là một kèo chắc tay anh Trang khi anh liên tục nhá cho mình, đó là forward. Black Queen đang nhà hàng cho mình, đó là thief. Anh Tiệp nhà hàng cho mình tiếp tục, đó là forward. Không, đã đổi lại rồi, đó là my side và doctor. Vậy là chúng ta có team forward, my side, doctor và lucky guy. À không, và thief, xin lỗi các bạn, đó là thief. Kèo này có lẽ là thực ra là một kèo khá là ổn cho Survivor khi mà My Side có khả năng đi cốt, bù lại là Forward có khả năng đi cứu người. Lucky Guy thì là khá là đa dụng và Doctor cũng vậy. Đó là map Red Church. Map Halloween, mặc dù là Halloween qua được hơn tuần rồi. Oh shit, đến từ vị trí của một ai đó. Thấy dấu chân trên cát rồi. Vâng, đó là người phát đầu tiên, đó chính là Mai Sai, người duy nhất mà không nên bị phát hiện. Và Hunter là ai thì chắc ai cũng nhìn ra rồi, đó là Bạch Tuộc. Bạch Tuộc với skill level 1 thì việc cứu là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cùng xem khả năng, nếu như có ai ngồi xem khả năng của forward liệu có thể cứu được đội của mình hay không. Nhưng chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục, đó là những pha, đó là một pha truy đuổi. Vâng, nhạc tắt rồi. Nhạc đã tắt rồi. Vâng, đó là phát hiện ra vị trí của anh Sấm Doctor. Đã nhìn nhau rồi, đang nhìn nhau, đang khách não nhau, đang nhìn nhau rất lâu. Vâng, đã, vâng, chưa được rồi. Đó là một pha tấn công trượt đến từ vị trí của Đạt Sư. Anh Sấm đã di chuyển cho mình, đó là ra đến vị trí của cổng nhà thờ. Vẫn đang đuổi theo, đến từ vị trí của Đạt Sư. Những dấu chân trên sàn, đó là những dấu chân trên sàn. Trốn đi đâu bây giờ, không được rồi, đó là một pha phát hiện ra vị trí của anh Sấm và đánh rồi với một doctor, thì việc để cho doctor một hit chạy thoát là một việc không nên làm. Vâng, thay vào đó là phát hiện ra vị trí của Black Cool rồi. Không còn truy đuổi Sấm nữa mà sẽ truy đuổi thử thi Black Cool. Một máy đã được đi cốt rồi. Đó là phát hiện ra vị trí của Black Cool rồi. Đó là một pha hit bullet vô cùng chuẩn xác đến từ thi Black Cool. Với khả năng lật ván tăng 15% tại tốc độ lật ván thì khả năng lật stun của Thief là khá là ổn. Tiếp tục truy đuổi, đó là vị trí của Black Cool. Đó là một pha đoán vị trí đến từ Fister. Nhưng không, đó là một pha đoán vị trí sai rồi. Vâng, phát hiện ra vị trí của Black Cool rồi. Đó là một pha tấn công không kịp rồi khi mà Black Cool đã lật cho mình nó cái ván. Cái ván này rất mạnh. Trong lúc đó thì một máy đã được đi cốt nữa rồi.
với một team mà có Myside, nhưng bù lại là team này có forward, tốc độ đi cốt thực chất là cũng không quá là cao, gọi là trung bình mà thôi, nhưng mà vẫn vô cùng nhanh. Vâng, đó là một pha hack nào đến từ Fister. Và Blackpool đã bị phát hiện vị trí, tuy nhiên thì đó là một pha lật ván sớm. Tiếp tục đó là truy đuổi đến vị trí của Blackpool, đó là một pha lật ván sớm nữa để cản bước tiến của Fister. Vâng, đó là một pha tấn công không chính xác đến từ xúc tù. Vâng, đó là tiếp tục một pha tấn công không chính xác nữa. Không, nhưng thực ra đó chính xác là tip đã lật ván sớm để không, mặc dù không cần đến stun, nhưng đó là đủ để cản bước tấn công của Fister. Tất cả các máy đã đi cốt rồi. Vâng, trong một lúc nào đó thì tất cả các máy đã được đi cốt rồi mà vẫn chưa ai ngồi ghế cả. Liệu có phải là một pha teleport hay không? Vâng, vậy là trận đấu đã kết thúc. Thôi, 4 ông Survivor ra ngoài đi. Tôi mỏi mồm rồi. Vậy là không ai chết cả. Khi mà Hunter suốt 5 máy không cho ai, không mo một ai ngồi, chỉ có một phát đánh duy nhất là chính xác đến từ vị trí của Doctor.